Xin chào các bạn, và xin chào các bạn đã gửi câu hỏi cho mình. Mình có nhận được hai câu hỏi có cùng một chữ, đó là tắt. Và câu hỏi thứ nhất, bạn hỏi mình là làm sao để tắt chạy tự động từ cái slide này qua slide khác. Có nghĩa là không bấm chuột mà nó tự động chuyển slide. Vậy làm sao để tắt được nó? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai cũng là chữ tắt. Bạn hỏi mình làm sao để tắt chế độ phát nhạc ngầm từ cái slide này qua slide khác. Có nghĩa là nhạc nó sẽ phát xuyên suốt qua nhiều slide. Thì giờ mình sẽ giải quyết hai câu hỏi đó. Về câu hỏi thứ nhất là làm sao để tắt chế độ chạy tự động từ slide này qua slide khác. Mình mượn cái bài này để làm mẫu, còn nội dung thì không có liên quan gì nha các bạn. Thì giờ mình sẽ demo lên cho các bạn cũng như là cho bạn đó xem nhé. Đó, thì các bạn vừa thấy là mình không hề bấm chuột mà các slide nó cũng tự động chuyển đi. Nó tự động chuyển từ slide này qua slide khác. Đồng thời đến cái vị trí slide số 2 thì tự động nó sẽ phát nhạc liên tiếp. Giờ mình sẽ đi giải quyết câu hỏi thứ nhất là làm sao để tắt chế độ tự động chuyển slide. Thì nguyên nhân chính của nó là ở mục Transition. Thì các bạn chú ý giùm mình, nó chạy tự động là ở mục Transition, là mục chuyển cảnh. Có nghĩa là chuyển từ slide này qua slide khác. Thì nếu các bạn thích với những cái hiệu ứng rồi thì các bạn có thể là để im. Còn không thì các bạn hãy chuyển nó thành là None. Có nghĩa là không có đặt hiệu ứng chuyển cảnh. Hoặc là có thể đổi cái hiệu ứng chuyển cảnh khác đó. Thì cái vấn đề này thì các bạn có thể khám phá thêm. Còn ở đây thì mình sẽ giải quyết cái chuyện là làm sao để tắt cái tính năng phát tự động thôi. Thì để tắt được tính năng phát tự động, các bạn chú ý cái mục là Advanced Slide. Thì ở cái mục Advanced Slide này có hai cái dấu tích, hai cái ô để tích vào. Ô thứ nhất là On Small Lit, có nghĩa là chạy khi mà chúng ta lit chuột. Và cái ô thứ hai là after, có nghĩa là sau khoảng thời gian đó nó sẽ bắt đầu phát. Thì thông thường những cái slide phát tự động thì chắc chắn cái ô của on small lit này không có dấu tích. Vậy giờ muốn tắt nó đi thì các bạn chỉ cần tích vào đây. Đó, như vậy thì khi này lit chuột bắt đầu, slide bắt đầu chuyển qua slide khác, không còn chạy tự động nữa. Và để chắc ăn thì các bạn cũng tích vào cái after này luôn. Đó, bỏ nó luôn. Rồi, như vậy thì giờ đây khi lít chuột, giờ mình sẽ lít chuột thì nó mới chuyển qua slide này. Thì nếu mà nguyên cả một bài đều là chạy tự động hết thì bạn chỉ cần chọn vào một cái slide nào đó và bấm Ctrl A trên bàn phím. Rồi sau đó chúng ta đánh dấu tích vào On Small Lit. Đó. Tích khi nào mà thấy dấu tích này là được. Và ở dưới After thì các bạn cũng tích. Và tích khi nào mà tắt cái này đi. Như vậy thì giờ đây sẽ là lit chuột hết. Còn nếu ở trong một hai cái slide là chạy tự động và có nhiều slide là phải lít chuột thì bạn hãy lựa chọn những cái slide nào mà lít chuột, bạn hãy chỉnh cái này. Còn những slide chạy tự động thì bạn lại tắt nó đi. Đó. Ví dụ như slide số 3 và slide số 4 là chạy tự động và slide số 5 là lít chuột. Đó, như vậy là mình vừa hướng dẫn bạn cách để tắt chạy tự động từ slide này qua slide khác, là chắc chắn nó nằm ở trong mục Transition và ở cái mục này. Rồi, mình vừa giải quyết xong câu hỏi thứ nhất, đó là tắt tính năng phát tự động từ slide này qua slide khác.
Câu hỏi thứ hai bạn hỏi mình là làm sao để tắt nhạc chạy ngầm khi lít qua slide khác nhạc vẫn còn phát. Thì việc đầu tiên bạn cần xác định cho mình đó là nguồn nhạc bắt đầu phát từ slide nào. Thì các bạn thấy là ở slide thứ nhất không hề có nhạc. Thì qua slide số 2, nhạc bắt đầu phát, thì chắc chắn nguồn nhạc bắt đầu từ slide số 2. Thì ở đây các bạn thấy nè, có một biểu tượng âm thanh như thế này. Thì các bạn chỉ cần chọn vào nó, và khi lưu ý rằng, thông thường, đôi khi, có những cái slide mà người ta chèn rất là nhiều nhạc hoặc là âm thanh vào, thì bạn cần xác định được cái âm thanh mà nó chạy ngầm xuyên suốt qua nhiều slide là âm thanh nào. Để chắc ăn thì bạn hãy chọn vào biểu tượng âm thanh, bấm nút play đây. Rồi, như vậy là mình đã xác định được đây chính là cái âm thanh mà phát xuyên suốt qua nhiều slide. Vậy để tắt nó thì làm như thế nào? Bạn hãy chọn vào biểu tượng âm thanh ở đây. Sau đó các bạn truy cập mục Animation, chọn vào Animation tab. Sau đó đây là biểu tượng play của âm thanh. Đây, bấm ra ngoài, chọn vào nó, nó sẽ tô cái màu hồng hồng như thế này. Thì bạn bấm vào dấu tam giác nhỏ ở đây, truy cập vào Effect Option, nó sẽ hiện ra một cái bảng thông báo Play Audio. Thì bạn chọn, chú ý tới mục là Stop Playing nhá, chú ý tới mục này. Thì ở đây có ba cái dấu để cho các bạn tích vào. Thì bạn hãy chọn vào cái dấu tích trên cùng này, On Lit. Đó, như vậy thì nó chỉ phát ở một slide số 2 duy nhất thôi. Còn trường hợp nếu các bạn muốn phát qua khoảng 2 slide tiếp theo rồi nó dừng, thì bạn hãy chỉnh nó thành 2 thôi. Còn muốn tắt hẳn luôn thì bạn hãy chọn vào đây, On Lit. Sau đó bấm OK. Đó, mình lít qua slide tiếp theo thì nó không còn nhạc nữa. Rồi, như vậy là mình vừa trả lời được hai câu hỏi của bạn có liên quan cùng một chữ, đó là tắt. Thì hy vọng thông qua clip này bạn cũng như là những bạn sẽ có được thêm một kinh nghiệm hay để thiết kế giáo án điện tử bằng phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy hay hãy cho một like nhé, chia sẻ clip biết đâu sẽ có thầy cô cần. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. À, những bạn có câu hỏi thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận bên dưới, mình sẽ sắp xếp và trả lời cho các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ xin chào, bye bye.